Đây là một cái sản phẩm rất đông nhi. Rất đông nhi, chắc chắn là đông nhi. Thì bản thân mình là người viết lời thì mình muốn sử dụng một cái hình ảnh đẹp, một cái sự kiện rất là đông đúc như là năm mới, nhưng mà đẹp cũng không để làm gì, đông đúc nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình rất là cô đơn. Thì mình muốn những cái sự đối lập đó nó tạo nên cái cảm giác đau lòng mà vừa có chất thơ thơ trong những cái bài hát, giống như là những bài hát trước đó của chị Nhi. Giai điệu thì giai điệu rất là đông nhi, chắc chắn luôn. Em ăn ngủ với em nhà chị Nhi mà. Tốt mà. Tốt. Tốt. Bữa bữa nay bài qua bắn bắn cái đùn trái. Bắn dùng đùn trái nghe. Trời ơi. Đây nhắm mắt đi chơi, nhắm mắt đi chơi. Đây sao? Nguy hiểm. Một người đánh rơi tình yêu ta như pháo hoa tan bên ánh trăng tàn.